Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để là người sớm nhất nhận thông báo từ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là điểm tin chính. Solskjaer tuyên bố nóng, MU sẽ bùng nổ. Solskjaer còn mấy trận để định đoạt ghế nóng nếu ông chủ MU ra tay. 5 cầu thủ của MU bao gồm cả Ronaldo không hài lòng về Solskjaer. Ronaldo bị phê phán chơi bóng ích kỷ. Huấn luyện viên Solskjaer lên dây cót tinh thần bằng tuyên bố sẽ phát huy tối đa năng lực của dàn sao MU ông đang nắm trong tay. MU đang không có phong độ tốt, chỉ thắng 2 trên 6 trận gần nhất, dù kỳ chuyển nhượng hè vừa qua đã chiêu mộ hoàn toàn những cái tên như Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho hay Rafael Varane. Phát biểu trước giới truyền thông, huấn luyện viên Solskjaer nói: "Tôi rất tự tin sẽ phát huy hết sức mạnh của đội hình Manchester United. Chúng tôi có được sự phục vụ của Rafael và Jadon từ tháng 8, riêng Cristiano đến tháng 9 mới trở lại Old Trafford. Toàn đội đang có rất nhiều việc phải làm. Bản thân tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi tin vào dàn cầu thủ của mình và sẽ cùng họ thu về những kết quả tốt trong tương lai." Chiếc ghế của Solskjaer đang bắt đầu lung lay sau chuỗi trận thất vọng gần đây, bao gồm cả trận hòa 1-1 trước Everton vào cuối tuần qua. Riêng trong tháng 9 năm 2021, MU lần lượt thua Young Boys, West Ham và Aston Villa. Trước mặt Solskjaer cùng cộng sự là lịch thi đấu khá căng thẳng với những màn đụng độ với Liverpool, Tottenham và Man City. Solskjaer chia sẻ thêm: "Tôi rất tin tưởng vào đội ngũ MU hiện tại. Chúng tôi cần khẳng định bằng những kết quả và sớm bật lên. Mỗi trận đấu ở Ngoại hạng Anh và Champions League đều mang tính chất quan trọng. Đối thủ không hề dễ dàng. MU luôn được kỳ vọng giành chiến thắng trong mọi trận đấu." Solskjaer còn mấy trận để định đoạt ghế nóng nếu ông chủ MU ra tay. Ghế huấn luyện viên trưởng của Solskjaer ở MU bị đặt vào thế nguy hiểm trong những trận đấu tới. Không có gì để vui ở MU vào lúc này và nhiều fan cũng có chung tâm trạng đó. Cristiano Ronaldo là người biểu lộ rõ nhất khi anh đi vào thẳng đường hầm sau trận hòa 1-1 của MU trước Everton tại Old Trafford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh vừa qua. Trận hòa này đánh dấu trận đấu thứ 3 MU không thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, tất cả đều trên sân nhà. Vì vậy, đã báo hiệu thời kỳ trăng mật với Ronaldo đã hết sớm. Old Trafford từng là pháo đài, nhưng giờ đây đã chứng kiến 35 điểm đánh rơi trong 25 trận gần nhất. Bất chấp hàng trăm triệu bảng đã được đầu tư, đội quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn không biết kiểm soát trận đấu cũng như phải chủ yếu dựa vào những sự nỗ lực của cá nhân để giành điểm. Hàng tiền vệ vẫn đang dở dàng, nhiều cầu thủ chưa dưới sức và các tân binh đa phần vẫn chưa tạo ra được hết hiệu ứng tích cực. Solskjaer những mùa trước đã được các fan bóng đá tương đối vị tha với tư cách là một huyền thoại của câu lạc bộ và ông cũng có những sự tiến bộ trong thành tích ở Premier League của đội bóng. Nhưng sự ra mắt của Ronaldo cộng thêm sự bổ sung của những Sancho hay Varane chỉ càng gia tăng thêm sức ép có danh hiệu của huấn luyện viên người Na Uy. Và sau mỗi kết quả vừa qua, những lời kêu gọi sa thải nhà cầm quân này ngày càng lớn. Solskjaer đã lên tiếng khẳng định rằng sa thải ông vào thời điểm này là một quyết định kém thông minh đối với nhà Glazer. "Tôi đã được nghe những câu hỏi đó từ tận thứ tư rồi. Tôi chỉ nói rằng mình rất tự tin vào khả năng phát huy tối đa sức mạnh của đội bóng này", ông nói. Tuy nhiên, tờ Manchester Evening News cho biết nhà Glazer đang để ý đến tình hình của Solskjaer và họ sẽ phải đưa ra quyết định nếu như phong độ của đội bóng này có dấu hiệu tụt dốc. Nguồn tin cho biết MU sẽ có 6 trận đấu sắp tới để tạo đà cho cuộc đua danh hiệu. Và nếu Quỷ Đỏ thể hiện dưới kỳ vọng thì không chừng Solskjaer sẽ bị mất ghế sớm. 7 trận ở Premier League mùa này thì có tới 4 trận MU đấu với các đội bóng đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Trận khó nhất của họ là trước một West Ham mùa trước về đích ở trong nhóm Europa League và MU cũng chỉ thắng nhờ David De Gea cản phá được penalty. Trong khi đó, đội khó nhất của các trận đấu tiếp theo sẽ là rất lớn. 4 vòng đấu kế tiếp ở Premier League sẽ chứng kiến MU đụng độ với Leicester City, Liverpool, Tottenham và Man City. Trong đó, chỉ Leicester City đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng do có khởi đầu mùa giải không được tốt. Xen giữa đó là 2 trận gặp Atalanta, một đội bóng chơi tấn công cực kỳ nguy hiểm ở vòng bảng Champions League. Các trận đấu ở Premier League sẽ kiểm tra khả năng vô địch của MU cao tới đầu và kết quả 2 trận gặp Atalanta sẽ ảnh hưởng lớn tới cơ hội vượt qua vòng bảng ở cúp C1. Cũng theo nguồn tin,
MU đã bắt đầu điền lên những danh sách của huấn luyện viên có thể thay thế Sosa, nhưng chỉ có một cái tên thực sự gây được ấn tượng hơn tất cả, đó là Antonio Conte. Huấn luyện viên người Italia được cho là đã từ chối Arsenal và Tottenham nhưng sẵn sàng trở lại Premier League nếu được MU mời. Và ông đã thất nghiệp kể từ khi nghỉ việc ở Inter Milan và muốn trở lại một câu lạc bộ có tham vọng cạnh tranh cho một danh hiệu. Năm cầu thủ MU bao gồm cả Ronaldo không hài lòng với Sosa. Sóng bắt đầu nổi lên ở phòng thay đồ tại Old Trafford khi có tới 5 cầu thủ bao gồm cả Ronaldo không hài lòng về cuộc sống dưới thời của Sosa. Tin tức từ tờ Telegraph cho hay, một số ngôi sao của đội 1 đang cảm thấy thất vọng với người đang ngồi ghế nóng tại Man United. Quỷ đỏ vừa có thêm một trận đấu thất vọng khác tại Old Trafford ở Premier League khi bị cầm hòa 1-1 bởi Everton. Kết quả này đến khi ở lượt trận trước đó, đội bóng của Sosa đã để thua các vị khách Aston Villa 0-1. Sau trận đấu, người ta thấy ba ngôi sao hàng đầu của đội gồm De Gea, Paul Pogba và Ronaldo đều nhanh chóng rời khỏi sân với thái độ rõ ràng là không vui. Sosa đã xếp cả Ronaldo và Pogba trên băng ghế dự bị ở trận đấu MU đối đầu với Everton. Nguồn này cũng cho rằng cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho đang trở nên thất vọng vì Sosa miễn cưỡng để anh chơi ở vị trí sở trường là bên cánh phải. Và người còn lại trong nhóm không hề vui là tiền vệ Van der Beek, người cho thấy rõ nhất sự bất mãn khi bị Sosa bỏ rơi ở trận đấu MU đối đầu với Villarreal ở cúp C1 tuần trước. Ngoài nguy cơ bất ổn ở trong nội bộ, huấn luyện viên Sosa sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu cực kỳ căng thẳng ở phía trước. Trong đó, MU sẽ đụng độ toàn với đối thủ sừng sỏ gồm Liverpool, Tottenham và Man City. Thông tin cho rằng những tháng còn lại trong năm 2021 sẽ mang tính chất quyết định tương lai của Sosa ở MU. Ronaldo bị chê chơi bóng ích kỷ. Cựu ngôi sao của Hà Lan và Ajax, Danny Blind đã đổ lỗi cho sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo vì đã gây ra sự xáo trộn dẫn đến sai lệch trong hàng công của Man United. Blind cho rằng Cristiano Ronaldo chỉ nghĩ về những bàn thắng của mình và không làm việc để giành lại bóng. Phát biểu với tờ Sport News của Hà Lan, Danny Blind đã nói rằng Manchester United không còn chơi bóng theo phong cách quen thuộc của họ kể từ khi có sự xuất hiện của Ronaldo. Cựu tuyển thủ Blin chỉ trích công khai Ronaldo chỉ muốn ghi bàn, trong khi những công việc như gây áp lực lên đối phương hay tranh cướp bóng thì lại được giao cho những đồng đội khác ở Manchester United. Blin nói Ronaldo thực sự cần phải có một đóng góp tích cực hơn trong lối chơi của đội bóng, giống như việc cố gắng gây áp lực. Ai cũng có thể thấy rằng các cầu thủ khác trên sân nhìn mình và tự hỏi, vậy chúng ta sẽ giải quyết việc phục vụ cho cầu thủ khác như thế nào? Thật sự, Ronaldo quá ích kỷ. Thông thường, tiền đạo phải chạy chỗ từ trung vệ này sang trung vệ khác để gây áp lực để có thể giành lại bóng và tìm chỗ trống. Cái cách mà Ronaldo ứng xử gây ra rất nhiều sự sai lệch. Nó dẫn đến việc Man United không còn chơi bóng theo khuôn mẫu quen thuộc của họ. Khi không có bóng, người ta thường thấy huấn luyện viên Sosa luôn ép Paul Pogba gây sức ép. Nhưng tại sao Ronaldo đã không làm điều đó? Anh ấy không giống như các đồng đội khác. Ronaldo chỉ nghĩ về những bàn thắng và hy vọng rằng người khác sẽ chinh phục được nó và chuyền bóng cho anh ta để lập công. Blin nói thêm, Cristiano Ronaldo đã phải ngồi ngoài dự bị trong trận Manchester United hòa Everton 1-1. Huấn luyện viên Ole Gunnar Sosa tung anh vào sân ở trong 33 phút cuối, nhưng tiền đạo 36 tuổi đã không tạo ra được tác động tích cực lên trận đấu. Trên phương diện cá nhân, Cristiano Ronaldo đã có một khởi đầu tuyệt vời trong lần thứ hai khoác áo Manchester United. Người từng 5 lần giành quả bóng vàng đã ghi được 5 bàn thắng sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, điều tích cực tương tự không thể nói khi xét về phong độ của Manchester United nói chung. Quỷ Đỏ đã phải vật lộn để giành được những kết quả khả thi kể từ sau trận ra mắt của Cristiano Ronaldo trước Newcastle United. Nên nhớ, Manchester United đã thua 3 trong tổng số 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Các học trò của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã phải trải qua trận thua sốc 1-2 trước nhà vô địch Thụy Sĩ Young Boys tại Champions League trước khi bị loại khỏi Carabao Cup bởi West Ham United. Và cú đánh sau đó được theo sau bởi trận thua đầu tiên của họ trước Aston Villa tại Premier League. Quỷ Đỏ đã phải vất vả đánh bại West Ham và Villarreal trước khi đối đầu với Everton vào cuối tuần qua. Nhưng rất đau đớn cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer là vì những gì mà Quỷ Đỏ đã thể hiện như một nỗi thất vọng. Đáng nói hơn là chân sút người Bồ Đào Nha tự đặt mình ra khỏi sự hỗn loạn của Man United và rất ích kỷ để tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết bản tin của Bóng Đá Today ngày hôm nay. Đừng tiếc một like cho video này để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.